Svetlana Kazyan, ca sĩ opera yêu thích của Đức Francisco. Nhân sinh nhật của giáo hoàng, cô Kazyan thu âm album Tất cả là anh em để cảm ơn Ngài vì Ngài đã mang lại một hình ảnh tích cực cho người Công giáo ở Nga. Năm 2013, Ngài đã xin cô chỉ hát cho Chúa và để loan truyền những điều tốt lành. Nhân dịp sinh nhật Đức Francisco 85 tuổi, cô Svetlana Kazyan đã thu âm album Tất cả là anh em, cảm hứng từ thông điệp Tất cả anh em, Fratelli Tutti của giáo hoàng. Trong đó, cô lồng vào các bài hát đủ thể loại và ngôn ngữ khác nhau, kể cả bài tango La Comparsita mà Ngài yêu thích. Như truyền thống của những năm gần đây, Đức Francisco tiếp ca sĩ opera yêu thích của Ngài tại Vatican. Cuộc gặp diễn ra vào ngày 11 tháng 1, một ngày trước chuyến đi bất ngờ của Ngài đến cửa tiệm băng đĩa ở trung tâm Roma, nói lên đam mê của Ngài với âm nhạc. Cô Kazyan nói với báo Moskovsky Komsomolets, Ngài rất thích món quà âm nhạc của tôi. Ngài nói Ngài thường hay nghe và đề nghị tôi tổ chức một buổi trình diễn ở Vatican. Ngài nói đến việc đang chuẩn bị cuộc gặp với nhà lãnh đạo giáo hội chính thống Nga năm nay và xác định người Công giáo là bạn của người chính thống và của nước Nga. Ngài muốn hành hương đến vùng đất này, quê hương của văn hào Dostoevsky, nhà văn kinh điển của chúng ta, mà Ngài xem là một thần học gia chân chính. Giọng nữ cao ở Moscow cũng cho biết, Đức Francisco khuyến khích chích ngừa vaccine, nên tôi và gia đình được vào Vatican nhờ Sputnik V. Cuộc gặp của cô với Đức Francisco kéo dài hơn một giờ. Ngài cảm ơn nữ ca sĩ đã góp phần tạo hình ảnh tích cực cho đạo Công giáo ở Nga. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải vượt qua những trở ngại chung đã có từ nhiều thế kỷ trước. Ngài nhắc lại mong muốn đến thăm ngôi nhà của Svetlana ở Moscow trước nhà thờ thánh Maximus the Confessor trên quảng trường trung tâm Taganka. Cô Kazyan xuất thân từ một gia đình người Kurd Yazidis ở Georgia và Đức Francisco nhờ cô chuyển lời chào của Ngài đến các người Yazidis, người Kurd và người Georgia sống ở Nga. Sau đó, Ngài tặng cô một trong các sách của Ngài với lời đề tặng bằng tiếng Ý. Vẻ đẹp nào sẽ cứu thế giới? Xin chân thành cảm ơn Leonid và Svetlana vì đặt nét thần nghiệm của bạn, vì đã làm đẹp, đã làm cho chúng tôi hiểu rằng vẻ đẹp đưa chúng ta đến với Chúa. Tình bạn giữa giáo hoàng và ca sĩ opera bắt nguồn từ tháng 11 năm 2013 khi cô Kazyan tổ chức buổi trình diễn đơn ca tại thính phòng Della Conciliazione ở Roma do văn phòng Tổng thống Cộng hòa Ý và Hội đồng Giáo hoàng Văn hóa tổ chức. Giáo hoàng đã gặp cô trong một buổi tiếp kiến riêng và xin cô hát chỉ cho Chúa và để truyền bá điều tốt lành. Ngài và cô gặp lại nhau vào các năm 2017, 2018 và 2019 khi Ngài trao tước hiệu dòng San Silvestro cho cô vì các công việc của cô làm cho giáo hội và cho đạo Công giáo. Cô Svetlana tặng cho Đức Francisco bức tranh phong cảnh với nhà nguyện do họa sĩ đương đại Sergei Krupski vẽ và bức tranh của Natalia, con gái 7 tuổi của cô vẽ. Cuộc họp có sự hiện diện của Leonid Sevastianov, chồng của cô, người đứng đầu quỹ từ thiện do Hilarion chính thống giáo Nga thành lập, giữ vai trò là người đứng đầu Liên minh Thế giới các tín hữu cũ, một hình thức của chủ nghĩa chính thống truyền thống Nga.